Nhất là Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta thập niệm Pháp. Tinh thần của thập niệm Pháp chính là ba điều rõ ràng, là tinh thần của nó. Điều thứ nhất là niệm được rõ ràng, không nên niệm quá mau, niệm chậm rãi, từng chữ niệm, niệm được rõ ràng, nghe được rõ ràng, nghe tiếng của mình niệm, nghe được rõ ràng, nhớ được rõ ràng. Vì sao phải nhớ? Vì sợ có tạp niệm xen vào. Quý vị mà nhớ được thì tạp niệm không dễ xen vào. Đây là gì? Là giúp cho quý vị tâm chuyên nhất. Thì tạp niệm không dễ xen vào. Ngài dạy chúng ta chỉ nhớ 10 câu. Câu thứ nhất, câu thứ hai đến câu thứ 10. Sau khi niệm nhớ câu thứ 10 lại bắt đầu nhớ một câu, hai câu cho đến 10 câu. Không nên nhớ 11, 12, chỉ nhớ từ 1 đến 10, 1 đến 10. Cứ nhớ niệm mãi như vậy, biết rõ ta đang niệm câu Phật hiệu này là câu thứ mấy trong 10 câu, nhớ được rất rõ ràng. Phương pháp này rất hay. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đã dùng phương pháp này 4 tháng. Ông nói rất có hiệu quả. Trước kia lúc niệm Phật có rất nhiều vọng niệm. Bây giờ dùng phương pháp này niệm Phật thì rất ít vọng niệm. Cho nên ông khuyên mọi người, khích lệ mọi người nên dùng phương pháp này niệm Phật. Đại sư Ấn Quang, Ngài suốt đời cũng dùng phương pháp này niệm Phật. Ngài không dùng sâu chuỗi niệm Phật. Và lại Ngài nói, lần chuỗi dễ phân tâm, không được chuyên nhất. Đổi dùng phương pháp này, cầm sâu chuỗi là nhắc nhở mình phải niệm Phật, dùng nó để làm biểu pháp. Khi nhìn thấy sâu chuỗi thì nghĩ đến niệm Phật, dụng ý ở chỗ này. Thật sự niệm Phật thì không cần lần chuỗi. Niệm Phật quan trọng, không việc gì, không nên khởi vọng tưởng, không nên nói chuyện nhiều, niệm Phật tốt hơn.